Rồi chào mừng anh em ha, chào mừng anh em trở lại kênh của mình ha. Hôm nay ngày 21 tháng 4 rồi anh em, gần tới 30 tháng 4 rồi ha. Mình thì hôm nay thì mình có hai cây này ha, đến từ thương hiệu, hai cái thương hiệu khác nhau, đình đám luôn đó. Đây là động cơ Kawasaki này, còn này là Kyugit ha. Cái màu xanh này là màu xanh truyền thống, có những cái màu màu xám có nè, màu đỏ có nè, màu nó có nhiều cái màu lắm, kêu biết này, nhưng mà nhiều nhất là một cái màu xanh này ha. Hôm nay thì mình có hai cây, cây này 60, cây này 61 ha. Đến từ hai thương hiệu đình đám hết á. Một cây này thì một tay sắt cánh quạt nhôm, còn cái này thì tay nhựa cánh quạt nhựa ha. Anh em thì tùy theo mà nhu cầu của mình ha, yêu thích của mình đó rồi lựa chọn. Hai cái tiếng máy nó nổ thì nó, hai cái dòng máy này thì nó có những cái đặc điểm khác nhau ở từ cái bô thôi, cái tiếng nổ rồi cái tua máy nó cũng hơi khác nhau một chút, giống giống như anh em mình mà chạy cái hãng Yamaha với lại hãng Honda vậy đó, đó. Hoặc là hãng Isuzu, Suzuki rồi nó cũng hơi khác nhau một chút xíu nha. Nó do cái tiếng nổ của nó mình nghe nó hơi khác rồi. Rồi cái máy thì cũng là máy hai thì giống nhau, máy ở nguyên tắc hoạt động của nó là động cơ hai thì hết ha. Kawasaki thì nó có mạnh điểm này, nhưng mà cái Kyugit cũng không có nó mạnh điểm đó, nhưng mà nó lại mạnh điểm khác nên cho nên nó tồn tại được là song song với nhau là anh em yêu thích hết à. Chỉ có mình thích cái màu nào thôi, thích cái loại máy nào thôi. Nó có khi là mình sinh ra là để mình lựa chọn ngay cái mẫu cái dòng máy đó hay vậy đó, khác là mình không thích hay vậy đó. Có người thấy đẹp nhưng mà có người khác là không thấy không đẹp. Thôi mình nói chơi một chút cho vui ha, giải trí chút. Buổi chiều căng thẳng quá anh em, nóng quá trời quá đất, không biết ở trên nhà anh em sao, mình như này nắng quá trời quá đất, không biết bao nhiêu độ nữa mà nó nắng quá trời quá đất luôn. Rồi trước khi vô video thì mình xin chúc anh em ha luôn luôn mạnh khỏe, trẻ và đẹp nha, quan trọng là cái chỗ đẹp đẹp đó đó ha. Rồi vô cái nào thì mình review cái đó, rồi mình test thử, mình báo giá cái đó luôn ha. Rồi bây giờ mình báo giá trước luôn đi cho nó vui. Mình có giá cả rồi, mình mua bán sao đó anh em biết rồi ha, mình sẽ gửi theo đường sơ cua đầy đủ hết ha. Ống rồi thì nó zin nguyên bản hết, mình sẽ làm họng với van liệu rồi đó, với máng trượt rồi đó thì mình làm lại hết rồi. Để mình xài lúa dài lúa mộng rồi chứ nọ là phân bón rồi là ok hết nha anh em, cực kỳ hiệu quả ha. Anh em phản hồi về rất là tốt à, dùng nào cũng được, thậm chí dùng bạc liêu á, mình hải bạc liêu á thì họ anh em xài lúa tương đó nó dài á, ủng mộng ra dài nó vẫn xài được bình thường ha. Nên cái họng lớn rồi nó máng nó xuôi trượt tốt, cái độ rơi tự rớt của nó, độ trượt của nó ha, giống như mấy nhà mà như thế mình lập nghiêng thì nó chảy nước mưa nó chảy tốt ha, nhưng mà nó lại cái máy thì nó dốc, nhưng mà mình canh nó vừa phải thôi ha, anh em canh nó vừa dốc vừa cái độ tự chảy của nó, rồi thêm cái lực gió mà của cái máy Nhật á, thì nó có cái đường gió ở phía dưới của cái lè, cái van liệu á, phía dưới nó có đường gió đẩy phụ tiếp ha. Còn cái gốc mà tự chảy của lúa thì anh em biết rồi ha, nó bao nhiêu độ ấy, thì mình cũng đã canh, mình cũng đã biết rồi ha. Đó là nhà của ngày xưa mình cũng có theo cái máy sấy xác rồi nè, mình cũng làm thời gian cũng khá là thời gian, cho nên mình cũng có nhớ đến cái đó, cái gốc tự chảy của lúa là bao nhiêu, gạo là bao nhiêu ha. Trên thông số đó trên Google mình cũng có, anh em chỉ cần gõ là hỏi thì họ biết à ha. Còn mình đã chơi nói vòng cho chút nha ha. Rồi cây này thì đến từ thương hiệu Kawasaki ha, thùng cho bí huyền thoại nè ha, thùng 26 lít, tên của nó là ngày 21 tháng 4, nặng 13 kg, vòng xung quanh cái dao động cái khoảng đó, nhưng mà mình bán cái cây này tới 3,8 triệu ha, cho đâu thì 3,8 triệu thì anh em biết rồi ha. Thùng trái bí huyền thoại là 60cc nè anh em coi nè, bình xăng con nè ha, khá là đẹp đó ha, nó không bị mìu như mấy cây khác, nhưng mà thực sự được máy như nội địa Nhật mà giá này thì được gì, đây là chỉnh chu hết mức có thể rồi nè, ốc vít ha, nó hình da băng rửa đóng đây. À đây nè, anh em thấy cái này cái nè,
nó mình tại vì sinh mình vệ sinh chưa sạch anh em ơi. Là bô nữa ha, còn sơn luôn nè anh em, miếng lót còn như nóc nha. Máy hệ thì nó hay có miếng lót này ha, nó đỡ mòn. Còn cái gì nữa, động cơ Kawasaki nha, 60cc nha. Rồi anh em coi nha, tay sắt nè, nó mạ inox inox gì đó nó cũng khó mà xét lắm anh em. Nhưng mà để lo bên Nhật thì nó có xét xét thì mình chùi nó vẫn ra ha, nó ra thì vẫn cũng đẹp gì, bảy ốc nhiều dít rồi bảy màu hết à anh em. Nó mạ rất là dày, nó sắt xi gì đó nó cũng rất là dày ha. Còn những ốc bắt làm máy thì toàn bộ là bằng inox hết nha, mình nói lại nha, inox toàn bộ nha. Nè anh em coi ha, mấy cái này là zin nguyên bản ha, ốc này mình cũng chưa mở đâu, nó hơi sát sét vậy cho anh em thấy nó xài khủng khiếp lắm đó. Cái gì đây chứ nó không có sao đâu. Mấy chỗ này thì anh em bắt ốc giúp lại cũng được, mình để mình bắt cho mình bắt mấy ốc lại là nó hết rồi. Còn mấy cái chỗ này nó sát sét thì anh em đừng lo ha, có nhiều anh em thắc mắc tại sao nó sét quá, thực ra nó ở được bên về tới bên này nó được còn được gì đây là cũng mừng lắm ha. Niệm lưng nè anh, niệm dây nè, niệm lưng nè ha, chỉnh chu hết mềm ha. Còn tất cả này là ốc inox hết, thùng thì 25 lít tới đây nè ha, lên đây tháo là 7 lít lận. Tem mạc thì đầy đủ, có chạy trước nha, không uông bể nha anh em, có dấu sao thôi, nhưng mà cây này thì rất là chắc. Rồi giờ quan trọng là cái máy nữa ha, hình thức thì chỉnh chu hết rồi mức có thể rồi ha. Mình với giá này mình đầy đủ đồ cho anh em rồi, chỉnh chu hết mức có thể vậy là ok lắm rồi ha. Giờ bơm xăng ha, bơm xăng thấy xăng chảy qua cái ống lớn này rồi kéo le lên, kéo lên là nóng nha, lên ra số 2 đi, nhiệt nhẹ nổ xong mình kéo le xuống ha, kéo le xuống là mở nha. Vinh hơi căng kinh khủng. Cái máy này zin nguyên bản nha anh em, zin được ốc rồi. Nổ rồi anh em nha, nổ bính 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 bính, hơi nó căng khủng khiếp. Ra tắt rồi, lên ra số 1 ha, số 2 đi. Rồi giật nhẹ lại nó nổ, không cần bơm xăng đóng le gì nữa hết á, giật nhẹ nghe anh em. Nè anh em coi nè. Mình giật nhẹ nè. Tay này tay sắt, cánh quạt hợp kim nhôm nha. Bình cái bí huyền thoại 60cc. Máy lớn nha anh em, phù hợp cho anh em nào làm thuê làm mướn á, làm đất nhà mà đất nhiều cũng được nữa ha. Rồi cây này thì giá cả nó phải chăng, nhưng mà nó cũng không có nặng lắm ha. Vừa vừa sao người Nhật người ta thiết kế cũng vừa sức cho anh em mình xài á ha. Mình 5-4 mấy ký thì gãy quẩy đồ, 4 mấy ký trở lại là tiêu chuẩn nha anh em. Giả sử như mình 50kg thì mình khiêng nặng 50kg là cái đó là tiêu chuẩn quy định luôn nha anh em, theo luật an toàn lao động rồi ha, thì người ta quy định là như vậy. Mình không nên khiêng quá nặng hơn ha, thì nó hại cho sức khỏe. Nhưng mà nếu từ bằng cân nặng của mình trở xuống thì mình làm thì nó đỡ mệt hơn, mà nó không hại sức khỏe về lâu về dài nha anh em. Đó là theo tiêu chuẩn, theo luật an toàn lao động người ta quy định là như vậy ha. Mà mình thì cũng nói thêm cho anh em tham khảo thôi, để cho anh em làm lâu về dài để giữ gìn sức khỏe nữa, còn hưởng phước nữa anh em ơi ha. Rồi cây này thì mình bán 7.8 triệu nha. Rồi qua cây này thì tay nhựa, cánh quạt nhựa, thùng động cơ Kyrgyz nha, thùng trắng phiếu đẹp tuyệt vời ha. Ngày 21 tháng 4 luôn, mình bán cây này 4.7 triệu nha anh em. Nó nặng có 11 ký 10 ký mấy gì đó, nhưng mà cây này sao mà nó tới 4 triệu 7 là do đâu, nó tay nhựa cánh quạt nhựa anh em nè, tay nhựa nè, cánh quạt nhựa nha. Đồ thì riêng nguyên bản ha, niệm lưng nè, nó như cái niệm luôn á ha.
như cái giường nệm của mình nằm đó, nó đã là gì đó nha. Đồi nóc không, ốc dít lị nóc hết nha. Nên thùng này thì thùng 26 lít nha, lên 26 lít mấy, 7 lít, 27 lít cũng được đó. Rồi anh em coi cái động cơ, cái bình xăng ha, nè, đẹp mỹ miều ha, nè nè cái nồng này ha, chưa có một dấu hiệu nào mà nó hen rỉ vậy đó. Nè anh em coi ha, ốc dít rồi vàng khè hết rồi nha. Nè cái bô còn sơn gom, sơn la gai, chổng luôn nè ha. Cái dịch mình khá đẹp ha, 61cc nha anh em. Máy này thì phù hợp cho anh em nào mà lớn lớn tuổi chút, hoặc là cây này thì hơi kháng nhẹ đó, mà đất đai mình nhiều quá, hoặc là làm thuê làm mướn rồi đó, làm đất nhà xong còn tiếp anh em nữa thì lấy luôn cây này cũng được ha. Giá thành nó hơi cao một tí nhưng bù lại thì nó bằng nhựa hết ha, tay nhựa, cánh quạt nhựa, nó nhẹ. Rồi cái động cơ Kirit nữa là huyền thoại nữa thì là 4,7 triệu, không có gì gọi là mắc hết đó. À cái cây này nó có cái lỗi đây nữa nè, anh em nhìn ha đó. Cái áo này nó có bể đây miếng nè, tại vì nó trắng nó đẹp cho nên mình gắn. Còn anh em lấy một cái nếu mà anh em không thích thì mình sẽ gửi theo cho anh em một cái áo giống như này gì, nhưng cái màu nó sậm hơn ha, nó sậm hơn, nó bị kiểu mình nói là bị thâm kim á đó. Tại mưa nắng á, thì nó bị thâm kim á, nó không đẹp bằng cái này thôi. Nhưng cái này đó mình muốn sơn lại thì anh em muốn sơn thì mình sơn lại cho nó đẹp ha. Còn cái anh đó trên Đắk Lắk sơn màu cam đẹp cực kỳ nha, sơn một cái màu cam này nè ha. Sơn cái áo gió này là màu cam, trời ơi đẹp vô cùng luôn. Mình thấy cái anh ở trên Đắk Lắk á, anh sơn vô mình giật mình, nhìn thấy cái máy bán cho anh rất là nhiều năm rồi, anh sơn lên lại đẹp quá quá trời. Tại nó hợp á, nó hợp với cái màu này nè, cái tông màu này nè ha. Cái này màu cam ha, màu cam, sơn lên màu cam cái nữa đẹp vô cùng luôn. Nếu mà anh em nào thích á, mình sẽ sơn thử con gái để tặng anh em theo thôi, gửi theo anh em muốn gắn thì gắn ha, để chơi cho vui. Mình thấy đẹp á, tại cái màu cam đó đó, cái màu cam đó đó, mình sẽ sơn cái màu cam đó, đó. Nó giống như cái tem này luôn. Rồi cái này màu cam nổi bật tuyệt vời luôn, đẹp vô cùng. Mình tính gắn lên rồi mà thấy gắn lên rồi anh em thấy nó kỳ kỳ, anh em sợ anh em không thích đó thì để nữa, mà nếu mà anh em lấy cái này thích gắn mình sẽ gửi theo luôn, sẽ cua cho anh em luôn cũng được. Cái áo á, màu sơn màu cam đẹp vô cùng. Tại nó zin, mình muốn để zin nguyên bản, nó có bể chút xíu nhưng mà nó cũng không có lỗi gì, nó cũng không ảnh hưởng gì. Rồi bây giờ động cơ ha, cái động cơ này nó nổ một cái nghe anh em nghe ghiền luôn anh em ơi. Nãy mình dịch nổ bơm xăng kéo le lên ha, kéo ga lên chút xíu dịch. Dễ sợ rồi nè, cái tiếng máy kêu biết nó nổ gì đó, nghe đã vậy đó, băng 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 băng, binh 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 bong 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 bình 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 bình, nổ kinh khủng. Em nghe tiếng đanh 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 ghê ghê đó, nó đanh lắm, cho nên là cái dòng máy nhiều anh em thích là cái gì đó, cái tiếng đổ nó đã nè, nó đã lắm. Đúng là hay thì anh em ha, đẹp như chị voi vậy. Tốc độ nó lên nhanh, nổ ra anh em nghe binh 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 binh. Rồi xuống hết ga tắt nha, cái này xài công tắc ga cho nên anh em xuống hết ga là tắt, ga nhỏ là tắt. Rồi bây giờ lên lại số 1, số 2 đi ha, giật lại thì khỏi bơm xăng nóng le gì hết á, giật nhẹ nổ nha anh em, nhớ giật nhẹ nhẹ giùm mình ha. Không làm mất thời gian anh em nữa, mình sẽ chiếu sang cái để cho anh em nhìn tổng thể cái ha. Mình nói lại sơ cái này, 60cc tay sắt cánh quạt nhôm, động cơ thì Kawasaki, huyền thoại chế bí ha, chế bí huyền thoại. Mình bán 3,8 triệu, cây này thì mình bán 4,7 triệu, Kirit ha, đình đám. 61cc, tay nhựa, cánh quạt nhựa, khá là nhẹ ha, 11kg, 11, chưa tới 11kg gì đó, khá là nhẹ, thùng thường 26 lít hết ha. Hai cây này thì ngang 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 ngửa nhau rồi ha, nhưng mà vì cái cây nào tay nhựa cánh quạt nhựa thì nó hơi tương đối nó mắc hơn ha, anh em để ý gì giùm mình ha. Tay nhựa cánh quạt nhựa thì làm á thì nó
công nghệ sau này người ta làm thì nó mắc hơn, chứ nó chạy thì hình thức nó công suất thì nó 60-61 thì nó cũng tương đương như nhau ha. Nhưng tiếng nổ của thằng Kiwis thì đanh hơn, còn cái này thì Kawasaki thì đầm hơn ha. Một cái thì chạy như chiếc xe anh em tưởng tượng đi, giống như là mình chạy xe Honda với là chiếc cái hãng khác vậy đó. Đó, cái Kawasaki này đó, với hai cái gì đó khác nhau vậy đó. Rồi, lần chào tạm biệt anh em ha. Hẹn gặp lại anh em ở video sau nha. Bye bye.